ăn lắm không biết. Đau anh. Đau anh. Cái chị thêm kim. Kim dài. Vẫy kim đó. Trông khác. Cái này làm gì? Phun trào luôn. Cái này đại, đại hơn cái hồi nãy nữa. Cái khăn bên cạnh cho thấy cái độ to của cái đó. Đâu? Làm chi? Vô bông luôn. Nè, tay này, tay lưỡi cái cục. Tao cũng ngồi rồi. Bông to quá vậy. Bông nhỏ như bình thường thôi. Đó, không thấy cái cục nó to được. Chào xuống. Cái cục này không thuốc bằng cục này. Quen mùi rồi chứ. Cục này cục cho đó. Cục mặt eo quá kìa. Mày luôn. Mày đi. Cục nến to hơn gì? To hơn, cái cục này to nhất mà. Nghĩ là cục này là to nhất, có thấy hả? Có tay. Này mổ rồi hả? Cục này mổ chưa anh? Như mổ rồi, giấu nè. Mổ rồi bắn dọc lên cái cục khác. Cục gần đó. Mổ mà sao nhẹ. Trúng máu, trúng chỗ. Ui trời. Đỏ này chứ. Chơi đùa. Chị bắt đầu thúi rồi. Chưa. Cục nén đỡ bay. Cục nén to. Nhưng mà không đen mà cục nãy hay. Cục nãy. Ừ, cục nãy giống như cục cũ đó. Cục nãy đen.
Ghê thì nằm ở trong cái lưng kinh quá. Lưng gồng. Cục này nhiều hơn hồi nãy nhiều. Ừ, to nhất mà. Cục này nó to nhất mà. Trời đất ơi, con đó không? Sao đi sao lết ta? Chiều da. Cái nã dục rồi. Mà dục rồi, dục rồi. Dục rồi, dục rồi. Thành rồi. Thành cái cục này, cục này là đồ ý đạo. Chỉ có thể là chị lo thôi. Mình bóp nổi. Đâu không bóp được đâu. Bóp là phải có lực của mình. Cái bóp nhưng mà nó biết cách bóp đâu. Cái này cứ lực tay nó mạnh lên. Máu. Cũng gần ấy. Chấm ngồi cầm cái này cái chị cái em chấm cái bông á. Chấm máu đi. Ra mỡ chấm đi, ra máu lại mới chấm. Ra mụn là ngưng chấm. Chấm đi, chấm đi. Chấm. Ra máu là chấm nhỏ. Ra mụn không chấm. Chấm luôn. Mà cục này đau mà. Không. Đi mà nhanh thì xuống cục dưới này. Nó có bạc khác không? Rất đổ đào này. Này. Nhân miếng hết rồi. Tao thấy là mình sẵn rồi. Cái bằng máu gì? Máu. Mình nó chẳng có bị kem nữa. Làm áo này. Làm áo. Cắm luôn rồi. Cho hết rồi đó. Vì còn cái chân đâu, cái bọt này. Nè. Nè. Ừ. Nè. Này cũng không nhỏ rồi. Nhiều. Thêm một cái. 5 phút nữa hả? Mình hết nghe mùi luôn. Hết nghe mùi rồi. Quen luôn rồi. Nhớ là có cục lên nè. Ơi, hết bên rồi nè. À, họ bị té rồi con. Ừ. Lại nó đi đi thôi, lại nó đi thôi nha. Ừ. Họ lăn chân quá đó, họ té đó. Té xuống nữa mà. Ừ, thấy rồi, lại nó đi. Này cũng to chứ, một cái nhỏ. Cái mặt toàn là mỡ nước không? Bị u, ngay là u mỡ. Ông ơi, u đậu, u bả đậu. Phá bông nó cũng to nhưng mà nhỏ rồi. Con này bị chai.
kem, chẳng biết là gì là kem. Đi mà có cái bọt vào đây. Còn cái kia đâu? Trước đó cái kia yên bỏ rồi. Mình trong cái nó máu. Không phải, làm đường càng tốt. Để rỉ. Nhiều nó cứng, để nó bị rớt ngang, cái sơ trong nó cứng. Ôi qua đây, qua đây. Không được rồi ta. Chị anh tỏ mấy mụn chi chi thôi. Sữa hết tắt đây rồi.